Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Bản tin bóng đá và chuyển nhượng sáng ngày 21 tháng 8 của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Manchester United gây sốc với Mbappe. Chelsea nhắm tiền vệ Saul Niguez. Real Madrid ra hợp đồng với Benzema. Chelsea mất trụ cột ở trận đấu với Arsenal. Sevilla chiêu mộ thành công Rafinha. Huấn luyện viên Son Gyeo chốt tương lai của Lingard và Pogba. Sau đây là nội dung chi tiết. Manchester United tính gây sốc với Mbappe. Theo thông tin từ ESPN, ban lãnh đạo Manchester United đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Mbappe của PSG ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022. Hiện tại, hợp đồng của Mbappe với đội bóng nước Pháp chỉ còn thời hạn tới hết mùa giải năm nay. Mặc dù chân sút sinh năm 1998 được thuyết phục ra hợp đồng, nhưng anh vẫn chưa đồng ý. Nếu như không ra hợp đồng, Mbappe sẽ ra đi miễn phí ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022. Ngoài Manchester United thì Real Madrid cũng là đội bóng theo dõi rất sát sao tình hình của tiền đạo người Pháp. Chelsea nhắm tiền vệ Saul Niguez. Mặc dù Chelsea đang có đội hình mạnh, dòng chiều sâu, nhưng huấn luyện viên Tuchel vẫn muốn mua một tiền vệ nữa để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa. Cái tên được chiến lược gia người Đức nhắm đến là tiền vệ Saul Niguez của Atlético Madrid. Hiện tại, hợp đồng của Saul Niguez với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn còn thời hạn tới mùa hè 2026. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1994 không chắc suất đá chính ở Atlético Madrid và cũng không được huấn luyện viên Diego Simeone trọng dụng như ngày xưa. Real Madrid ra hợp đồng với Benzema. Benzema thi đấu rất ấn tượng kể từ khi Ronaldo rời sân Bernabeu. Ngay ở trận ra quân La Liga mùa giải năm nay, tiền đạo người Pháp đã ghi cú đúp giúp Real Madrid giành chiến thắng 4-1 trước Deportivo Alavés. Do đó, Benzema đã được ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gia hạn hợp đồng tới mùa hè 2023. Mức phí giày bóng hợp đồng của chân sút người Pháp là 1 tỷ euro. Chelsea mất trụ cột ở trận đấu với Arsenal. Chia sẻ với truyền thông, trong buổi họp báo trước trận đấu với Arsenal tại vòng 2 ngoại hạng Anh, huấn luyện viên Tuchel cho biết, thật không may là Pulisic đã có kết quả dương tính với Covid-19 và cần phải tuân theo các quy định của nhà nước. Cậu ấy sẽ không được tham gia tập luyện cũng như không có mặt trong trận đấu này. Theo tiết lộ của Football London, thực tế thì Pulisic đã đến sân tập vào sáng ngày 18 tháng 8, nhưng sau đó anh đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính và tự cách ly tại nhà cho đến thời điểm hiện tại. Mặc dù không có sự phục vụ của Pulisic ở trận đấu với Arsenal, nhưng Chelsea lại đón sự trở lại của N'Golo Kanté cùng với Hakim Ziyech. Không ngoại trừ khả năng hai cầu thủ này có thể ra sân ở trận đấu với Arsenal. Sevilla chiêu mộ Rafinha. Sau một thời gian ngắn đàm phán, Sevilla đã chiêu mộ thành công tiền đạo Rafinha bên phía Wolves với mức phí chuyển nhượng là 16 triệu euro. Tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ chơi cho Sevilla với bản hợp đồng có thời hạn tới mùa hè 2027. Rafinha thi đấu rất tốt ở Olympic Tokyo 2020. Tiếc rằng Tây Ban Nha chỉ giành được tấm huy chương bạc sau khi thất bại trước Brazil trong trận chung kết. Tiền đạo này cũng được Atlético Madrid theo đuổi, nhưng sau đó anh đã quyết định đầu quân cho Sevilla. Huấn luyện viên Son Gyeo chốt tương lai của Lingard và Paul Pogba. Chia sẻ với truyền thông trong buổi họp báo trước vòng 2 Ngoại hạng Anh, huấn luyện viên Son Gyeo cho biết Manchester United đang tiến hành đàm phán để ra hợp đồng với tiền vệ Paul Pogba trong thời gian sớm nhất có thể. Ngoài ra, chiến lược gia người Na Uy cũng cho biết Lingard sẽ không rời đội bóng như tin đồn. Theo đó, tiền vệ người Anh sẽ ở lại sân Old Trafford và được trao cơ hội để thể hiện mình. Ngoài Jesse Lingard, thì Amad Diallo cũng nằm trong kế hoạch của chiến lược gia người Na Uy nên sẽ không phải ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.